Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh Đồng Hồ Đồ Quốc. Clip này em lên cho anh em mình chơi một con test nóc. Con này còn hộp nha anh em. Độ mới khá là cao. Đó. Hộp ở đây. Trên này nó có một cái hộp trọc lên nữa. Đó, test nóc. Thương hiệu này là của Thụy Sĩ nha anh em. Nhưng mà những đời sau này thì nó sản xuất bên Nhật. Nên con này là máy Nhật nha và sản xuất tại Nhật. Những cái đời từ sau sau năm 2000 á là hầu như là đa phần nó sản xuất bên Nhật hết. Rồi em review sơ qua con này nha. Con này độ mới khá là cao nè, vỏ và kim cọc vàng hồng nha anh em. Rất là mới luôn. Đó, tính năng thì chronograph. Size mặt của nó là size 45. Size 45 nên khá là to, mặt bên trong là màu xanh navy, hơi đen một xíu nha. Có thiết kế mấy cái nhúng nhúng này rất là đẹp nè. Chronograph thì bấm giờ thể thao. Đây. Đó, mình bấm thì cái kim nhỏ dưới nó chạy nha anh em để ý kim nhỏ dưới nè. Đếm giờ thể thao nè. Đó. Bấm nữa là mình dừng, xong mà bấm nút dưới là mình reset nha, cho nó về không. Đó, nó về lại không là thành chỗ 60 đó. Đó, con này liếc vào ánh sáng rất là đẹp luôn. Đó. Cái niềng vàng hồng nha anh em, cái niềng với kim cọc vàng hồng. BVD nha, chứ không phải là vàng 18 đâu. Hàng đời sau này đa phần là BVD thôi. Đó. Nấm cũng vàng hồng luôn. Con này thì sử dụng bộ dây cao su nha anh em. Dây cao su non. Đây. Nói chung thì hàng còn hộp thì độ mới nó cũng khá là cao á. Nên anh em khỏi phải lăn tăn về độ mới nha. Mức trong nước cũng còn khá là ngon luôn. Tại vì con này em về thì em vệ sinh rồi. Vệ sinh thì em test nước rồi. Trong nước tốt nha. Đó, mức trong nước 10 ATM nè. Trong nước tốt nè. Đít nó đây. Quay lại cho anh em coi. Đây. Thông số nè. Mã của đó là T6396 nha anh em. Size 45, thích hợp cho nam tay 18, 19. Khá là đẹp luôn. Con này nếu như anh em mua mới bên Nhật đó, thì giá cũng không cao lắm đâu. Con này mua mới bên Nhật em đoán với thiết kế và chất lượng như này thì khoảng 4-5 triệu thôi. Tầm đó thôi. Nhưng mà khi anh em order về từ Nhật về Việt Nam thì nó sẽ tốn thêm tiền phí. Phí vận chuyển, tiền thuế này kia nữa thì giá nó cộng lên thì cũng không biết chừng được. Còn hàng này thì nó không có bán tại cửa hàng tại Việt Nam nha anh em. Chỉ có thể mua order thôi. Đó. Quá đẹp luôn. Chiếc này em để giao lưu với anh em mình giá 1 triệu rưỡi nha. Giá rất là hời. Gần như nó cũng gần như mới thôi, tại vì nó cũng còn hộp. Rồi. Thông tin mua bán thì em để ở phần mô tả phần bình luận nha. 0933 572 181 có Zalo. Rồi em kết thúc clip ở đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha.